OK, mỗi nhưng mà, hôm nay, live stream, OK, e, Tuần vừa rồi thì là tuần thứ tư, đúng không? Đợt thứ tư mà Dũng Mô triển khai đợt thi thử online trên app và web của Dũng Mô Và tối ngày hôm qua thì đã đóng cổng thi rồi. Tuy nhiên thì không biết là các bạn đã kịp làm bài chưa nhỉ? Các bạn làm bài ở cấp độ nào và được bao nhiêu điểm thì comment xuống phía dưới nhé. Mọi người làm được bài, làm được bài không ạ? Được bao nhiêu điểm ạ? Hay. và tuần này thì chủ nhật tuần này là các bạn đã đi thi thật rồi vì vậy là cũng chỉ còn một đợt cuối thôi tuần này cũng là tuần cuối dũng đi triển khai chiến dịch live stream tám tuần đếm ngược cho các bạn vậy đã đi đến đích rồi đúng không tuần cuối cùng ngoài ra thì uh, cuối tuần này là thứ sáu và thứ bảy thì cũng sẽ diễn ra đợt thi thử cuối cùng nên là mọi người nhớ tranh thủ thời gian sắp xếp thời gian để tham gia thi thử trước khi đi thi thật mọi người nhé rồi, vậy là để không không để các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta bắt đầu vào buổi livestream ngày hôm nay là mình sẽ chữa N5 và N4 với chủ điểm chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp ạ. À. Hãy, vì cấp độ này thì khá là dễ và ít bạn học hơn so với mọi khi. Rồi, chúng ta nhanh chóng vào câu số 1 luôn này. chị bảng. Yamada san so wa yasai nani nani de imasu. Hay, chữ Hán đọc là gì các bạn nhỉ? Mời chị đón nhé. 山田さんは野菜を何々っています。この漢字の読み方は何ですか知ってますかはい、ありがとうございます。ローティーナコバットがくぃ、カメラモー、チョッケー。他の人はコバットハーティサうん、どうコバットチンティックトークな。 Bạn 1m50.3 1m53 phải không? Udimus là chọn 1 này Minh lười học Nihongo Không được lười học Nihongo nhá Minh nhá Chọn 1, thỏ chọn 1, 2 Hay. Sau khi mà các bạn đã chọn được đáp án rồi Thì nhớ quay lên để dịch câu ví dụ xem sao nhá Xem là câu đấy còn từ vựng gì Còn chữ hán gì hay từ mới gì Mình có biết hay không này Ok đáp án chính xác của chúng ta chính là 1 must Động từ này là bán đúng không mọi người? Thế cho nên chúng ở đây là danh từ chỉ người, chị Yamada đang nữa, VTIMAS là thể hiện hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Cho nên mình sẽ dịch là chị Yamada đang bán rau. Yasai là rau, đúng chưa nào? Còn số 2, 3 và 4 đều được chuyển sang thể T rồi. Phiền mọi người viết xuống comment thể từ điển của nó. Ví dụ như ức T sẽ thành đự chẳng hạn đúng không? Sau đấy thì có chữ Hán là gì và ý nghĩa là gì nhá chúng ta tổng ôn luôn rồi chúng ta sẽ đi đến ba chữ hán của ba từ còn lại nhá liệu là năm nay có rơi vào chữ hán nào không đây số 1 từ cắt tệ sẽ được viết như thế này mọi người nhá thì từ này nó có nghĩa là gì nhỉ cao ự ừ nhá thợ ừ là mua đúng không cái mas ừ là mua này chữ số 3 ốt tệ là lấy của tứ ô được ô được đây sẽ viết lại nhá ô đự được viết như thế này ạ à. ô đự có nghĩa là bẻ gãy bẻ gãy cành cây chẳng hạn còn số 4 chi tệ là của chi đự đúng không của chi đự hai viết bảng điện tử cho nên là chữ hơi xấu một chút xíu mong mọi người thông cảm <laughs> chủ yếu là chúng ta cố gắng là nhìn quen mặt chữ nhé để dù là bài thi có rơi vào chữ hán nào thì chúng ta vẫn có thể biết đọc ạ à. Đấy, rồi, vậy là câu số 1 chúng ta đã giải quyết xong nhá về cách đọc chữ Hán này và cũng như là các đáp án còn lại. Hay. Tiếp theo vẫn là một chữ Hán của nửa năm nhá Và chữ này rất là dễ ạ Và 65 bạn đang xem nào 65 cái comment nhất định phải chính xác Được chưa nào Câu số 2 Kazoku wa nani nani imasu ka Kazoku wa nani nani imasu ka Năm bằng desu ka minasan Hai, bạn hòa chẳng chọn hai, nan nhìn, bạn thỏ hai, minh lười học Nihongo 2. Tuyết Dinh 2 Lê Phương hai, Có dễ không mọi người? Đối với các bạn đang học tầm N5 á, Thì mọi người đánh giá những cái chữ hán này có dễ không ạ? Nếu mà đi thi cho phải Chữ hán này thì chắc chắn mình làm được đúng không? Hai Yokata desu ne Nanin Cái chữ này chắc là mọi người học mấy bài đầu tiên Trong tiếng Nhật thôi đúng không? Là đã biết đọc chữ hán này rồi Và đây là chữ hán sơ cấp nhất của trình độ N5 Nanin là hỏi về số người đúng không? Kazoku là gia đình Vậy gia đình của bạn có bao nhiêu người? Hai, watashi no 家族は4人います。皆さんの家族は1番、3 4 Nó chính là những cách đọc khác của chữ nan có thể là nani này, của chữ nhân thì ngoài nin có thể đọc là hito. Tuy nhiên thì ba cách ghép này đều đều là ba cách ghép sai mọi người nhá. Đó thì để thi nhằm mục đích là nhiễu đáp án ấy để cho các bạn dễ bị nhầm. Rồi, sang câu số 3 thì sao ạ? Tên kỷ, quen không mọi người? Có bạn Mai Phương đang học nấu ăn, chọn 3 Bạn Ali chọn 3 Minh lùi lùi học tiếng Nhật chọn 3 Bùi Thị Nhung 3 Ok, và chắc chắn rồi Số 3 là đáp án đúng của câu hỏi này Tên kỷ là thời tiết đúng không? À, về câu ví dụ nhé Kyo wa tên kỷ ga ii desu Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp đúng không? Trời đẹp, đấy, một ngày đẹp trời đúng không ạ? Ê, nhưng mà số tổ mộ, tên kỳ gà ý đếch, và ta chỉ nó tổ cổ đồ mộ. Mình là sáng nó tổ cổ đồ á, kiểu tên kỳ đồ đếch ý đếch cá, và Hai. Ê, bang, mọi người có biết đọc chữ này không ạ? Chữ này thì chắc là tầm đầu nửa bốn một chút xíu á. Các bạn nào biết đọc không? Rồi, chữ số một nhá. Chữ này sẽ được đọc là kuki mọi người ạ. Kuki. kỳ. Đã nghe bao giờ chưa? 聞いたことがありますか? N4 nó can gì ですよ cư kỵ thì vẫn là lấy chữ khí trong chữ kỵ này nhưng chữ cư là chữ không ấy mọi người cho nên đây là không khí cư kỵ không khí mà chúng ta đang hít thở đây này gọi là cư kỵ rất tốt và tiên sản comment là không khí còn chữ số 2 nè hai thì thật ra chữ hán không quá khó nhưng mà nếu xét về từ vựng chắc là nó tầm nửa ba nếu mà từ vựng nhá còn chữ hán các bạn thấy quen không đây là chữ đại này đây là chữ khí này đại thì hay có cách đọc là gì nhỉ đại là to lớn ấy âm cơn là ô thế còn âm ôn khi ghép với chữ hán khác đó đai kỳ à bạn một m năm mươi chấm ba chọn là đai kỳ đáp án hai có cách đọc là đai kỳ có đúng không các bạn nhỉ có bạn nào có ý kiến khác không thật ra là cái chữ này rất là nhiều người bị nhầm với mọi người bởi vì chữ đại thì hay có cách đọc là tai hoặc là đai đúng không nhưng riêng trường hợp này mọi người nhớ nhá nó đọc là tai ạ tai kỳ được chưa? Tai kỵ có nghĩa là khí quyển Hãy lại này Tai kỵ là khí quyển Các bạn nhớ nhá Còn số 4 thì không có mọi người nhá Số 4 không có chữ hán này ạ à, Nên chúng ta bỏ qua Rồi tiếp tục sang câu số 4 như sau Nagai jikang basu ni norimashita Nagai jikang basu ni norimashita 1, 2, 3, 4 no kanji Shite masu Hãy rất là nhanh, bạn Nhân chọn 3, Bùi Thị Nhân. Bạn Nguyễn Văn Tuyên 43, Bùi Đình Ngọc 43. Hãy. Mai Phương đã học nấu ăn chọn 3, nà Gai đúng rồi ạ. Rồi, chắc chắn rồi. Phương án của chúng ta là Sambande nà Gai, chữ trường là dài đúng không? Vậy câu này nghĩa là gì mọi người nhỉ? Tôi đã ngồi trên xe buýt đúng không? Một thời gian dài. Hai, ví dụ các bạn đi du lịch xa này hay là về quê ấy, Mà mình đi xe buýt ngồi một thời gian dài trên đó Gọi là Nagai Jika Được chưa? Hoặc chúng ta sang Nhật lâu rồi Cũng là Nagai Jika Ok, được sắc Tiếp theo, 1, 2 và 4 Các bạn có biết cách đọc của nó không? Chữ số 1 thì sẽ không có mọi người nhé Tức là không có tính từ đôi y như thế này Còn nếu đứng một mình thì chữ này sẽ được đọc là Naka Naka là ở giữa Ví dụ, Kono heya no naka ni đúng không nào? Ở giữa căn phòng này Ở trong căn phòng này. Tiếp theo số 2, chữ này là chữ quả sẽ được đọc là hí đôi. Đúng không ạ? Hí đôi là rộng ạ, hí đôi. Còn chữ số 4 là tô ui nhé. Tôi là xa, được chưa? Viễn trong viễn thị ấy, mọi người. Hai. Đó thì liệu là các chữ hán này mọi người đã nắm được bài chưa nhỉ? Đã nhớ mặt chữ chưa? Đã thuộc nghĩa ở nó chưa? Y đề chúng ta đi tiếp nhá, sang câu số 5 nào. Go bang mộtử Nasạch côi một Na vì là chữ Hán của N4 rồi Thế cho nên các bạn nhìn thấy số nét của nó đang tăng lên đúng không khó hơn một chút xíu Tuy nhiên thì chắc là cũng sẽ không nào khó được mọi người đâu ok tao bạn 4 phải không nhỉ nhiều bạn chọn 4 quá có đúng đây có đúng không đây ạ Nguyễn Quốc Khánh 4 Nguyễn Văn Tuyên câu 5 em chọn 2 2 <laughs> 2 cộng 2= bằng mấy nhỉ <laughs> Sư cử gà Bùi thị nhân chọn 4 Ok, rồi Chính xác là đáp án số 4 nhá Nó có cách đọc là Hakobimas Vì vậy khi chuyển sang thể tê sẽ là Hakonde Chữ này Hakobimas sẽ có nghĩa là Vận chuyển, đúng không? Vậy đây là câu ra lệnh VT Hãy vận chuyển chỗ hành lý này đi Nimotsu, hành lý, đồ đạc Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt ba đáp án còn lại nhé tá nô mự đây mọi người theo dõi chữ hán trên bảng nhé tá nô mự là nhờ vả nhờ vả hoặc là gọi món đúng không tá nô mi mas còn chữ số 2, sư sư mự là chữ tiến các bạn ạ sư sư mự là tiến trong từ tiến lên tiến triển số 3, sư sư mự sự sư mượn là bao bọc gói kém đúng rồi bạn thiện comment đúng rồi ạ sưng đệ là từ gói giới thiệu à giới thiệu là chữ nào Sự sư mỡ hả thật ra là cái chữ giới thiệu ấy ví dụ các bạn vào quán ăn mình không biết là mình nên ăn món gì đúng không có thể hỏi nhân viên là sư sư quá nan desu tuy nhiên thì chữ hán đấy là chữ khác so với chữ tiến mà CC đang viết ở trên bảng mọi người nhá là từ đồng âm khác nghĩa tuy nhiên thì khi mà bạn Hưng đã biết từ giới thiệu chắc hẳn là bạn đã từng nghe hoặc là sử dụng cái từ này rồi đúng không nó cũng có nghĩa đấy nhá chỉ là chữ hán khác thôi đi tiếp mọi người câu số 6 đọc cơ bằng Yamada san Kono nani nani ga wakarimasu ka? Yamada san, kono nani nani ga wakarimasu ka? Chữ hán này đọc là gì nhỉ? Sakura chọn một, Ngân Nguyễn là một, Lâm Tâm Như một, à, Bùi Đình Ngọc chọn một, Bùi Thị Nhân chọn một, hay ok. Rồi, đáp án số 1, ý đây là chữ ý, đúng không? Và vị, ý vị, tuy nhiên mình sẽ dịch sang tiếng Việt của mình là ý nghĩa, đúng không? Này, Yamada ơi, anh có hiểu ý nghĩa này không? Đúng không? Ý mị là ý nghĩa. Còn ishi, um, nếu mà viết bằng chữ hida không thì mình có thể hiểu khá là nhiều ý nghĩa. Ở đây thì mình sẽ viết cho các bạn hai chữ hán nhé. Nếu nó là chữ này, đây là chữ thạch chị thì có nghĩa là hòn đá Còn nếu mà là Ichi này khó hơn một chút là tầm của nửa 4 đấy mọi người Thì vẫn lấy chữ ý của chữ này này Còn chữ Shi là chữ trí ạ Đây, chữ này cũng được đọc là chị và mang nghĩa là ý chí nhá Ý chí mọi người nhá Còn chữ số 3 nào, có ai comment chữ số 3 chưa? Ừ, đúng rồi, ba là y học chính xác Y học đúng không? Đúng rồi ạ, à, y ga cự là y học Y ga cự, nó được viết như thế này mọi người nhé Đây, đây là chữ y và chữ học luôn. Y ga cự là y học, còn số 4 y kiến là ý kiến thì lại lấy cái chữ ý ở đầu bài tiếp. Chữ kên là chữ kiến trong chữ nhìn đấy mọi người, chứng kiến. Y kiến là ý kiến. Các bạn đã biết hết những từ này chưa? Bạn nào chưa biết thì nhớ memo hoặc là chụp lại màn hình cho nhanh nhá Sau đấy thì chúng ta ôn lại à, Mình đừng có chủ quan là năm nay sẽ không vào chữ này Thay vì thế mình cố gắng học càng nhiều càng tốt Đúng không? Giai đoạn này thì mọi người hãy dành thời gian để luyện đề nhiều hơn Đi tiếp nhá Câu số 7 này

rồi, chúng ta đi đến với đáp án câu này nhá. 7 chọn 3. Kashite tức là của động từ ca sự là cho vay, cho mượn. Thì câu này cũng là một câu ra lệnh đúng không? Có thể nói với bạn mình là ê cho tôi mượn cái ô đi, đúng không? Hãy cho tôi mượn cái ô. Chứ số 1 mọi người thấy có khó. Số 1 nếu mà đúng ra thì nó sẽ là chữ hán của N3 mọi người ạ, của N3. Đây là chữ hóa nhá. Hán Việt ạ, hán Việt thì đây là chữ hóa. Ví dụ như mình sẽ gặp trong từ này, En các bạn thì thấy en quen không? En cả là đơn vị đồng yên của Nhật đấy ạ En cả Từ số 2 là từ uh, tư Đây, từ số 2 là từ tư Chữ này thì uh, mình sẽ gặp trong từ chi đồ chẳng hạn Chi đồ là tài liệu ấy, đúng không mọi người? Chi đồ Còn số 4 là chữ chất Chất là trong từ chất vấn, trong từ câu hỏi Shitsumo được chưa nào? Thì ở đây người ta cố tình làm nhiễu đáp án bằng cách là tất cả đều thêm chi t cho mọi người bị loạn thôi Còn thực chất là nó sẽ không có động từ kiểu này, không có sư đựng chi tê gì đâu mọi người nhé. Ok, có bạn Trang, bạn Ngọc Ân đều chọn 3 rất tốt này. Rồi, chúng ta đi sang câu số 8 nhá. Hạt chi bằng. Sore wa kanashi news desu ne. Sore wa kanashi news desu ne. Kanashi na. Sensei ơi, đến giờ em vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi á. Ờ, à, giấy báo dự thi thì tầm 20 21 là các bạn đã được nhận rồi. Mà tuần này đi thi cũng chưa được nhận nữa hả? À, Nhung sàng đang ở Việt Nam hay là ở Nhật? Nếu mà Việt Nam thì các bạn có thể mang một số giấy tờ tùy thân ví dụ như là căn cước, căn cước công dân gắn chip có hạn nha mọi người nhá, hoặc là bằng lái xe, hộ chiếu đến và trình 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 bày uh, lý do mình chưa nhận được này. Còn các bạn ở Nhật thì các bạn hay hay đăng ký qua online đúng không? Tài khoản My GBT á thì các bạn có thể vào trong đó và tự in tự ra con mini tự đi in cái phiếu báo dự thi trên đó và ngày thi mình cũng mang đi và trình bày là vì tôi không nhận được phiếu báo dự thi nên tôi đã tự in như thế này chẳng hạn thì uh, vẫn có thể là mình mình thi được ạ, à, mình vào thi được. Còn nếu mà không mang gì nhá thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị bị ao đấy. À Nhung sàng ở Việt Nam à, đó thì như cnc vừa nói ấy, thì uh, Nhung sàng có thể là hôm đấy chủ động nhớ mang theo những cái giấy tờ tùy thân đi nhá. Và mình đến chủ động đến sớm hơn một chút Ví dụ như là mình xem xem giấy báo dự thi ấy, Mình vào phòng nào rồi thì mình chủ động Mình lên hỏi giám thị luôn ạ à. Nhung sàng thi nào mấy đấy ạ à? Đúng rồi hãy cho tôi mượn cái ô Sao sensei không like vào ngày nghỉ <laughs> Tiếc quá đúng không Ngày nghỉ thì uh, các sensei cũng lại phải nghỉ à <laughs> <laughs> Chỉ like vào thứ hai và thứ sáu thôi mọi người nhá Và tuần này cũng là tuần cuối cùng rồi Nên các bạn tranh thủ vào học nốt tuần này nhá Để chúng ta sẽ chinh chiến đi thi thật này CC ơi N4 thi ở đâu? À, có phiếu báo à, có số báo danh và chia trình độ N4 CC nhớ không nhầm là N5 và N4 thi ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội à, Nhung Sàng có thể vào trang chủ của Dũng Modi nhá Sẽ có một bài viết gần đây thôi Và mấy ngày trước thôi là Dũng Modi có up link mà có đầy đủ số báo danh cũng như là địa điểm thi á các bạn khác cũng vậy ạ, nếu các bạn ở Việt Nam các bạn có thể xem cái nguồn link đó nhé. Rồi, quay lại với câu số 8, đáp án các bạn cũng chọn khá là nhiều rồi. Chữ hán này sẽ đọc là kanashi, là buồn đúng không? Như sự là tin tức, vì vậy là mình sẽ dịch là đây là một tin rất là buồn đúng không? Như sự, hay. Từ số 1, từ này sẽ được đọc là koishi mọi người. Koishi là nhớ, ví dụ mình ở bên Nhật đúng không? Mình nhớ cơm Việt Nam quá. Betonamu diodi no diori koi chi des Câu số 2, tanoshi. Tanoshi là vui đúng không? Kyo no wa tanoshi desu ka minasan? À, số 3, chữ này sẽ đọc là shitachi. Đây là chữ thân ấy, thân trong thân thiết nói về mối quan hệ nhá. Shitachi. Hãy câu số 9. Heya ga atsui desu kara mado nani nani. Đi với mado là cái cửa đúng không? Cửa thì đi được với động từ nào? Hoàng Phương Nam chọn 3, Lily 3, Nguyễn Linh 3 rất tốt mọi người chọn 3 Akimasho. Akimash có nghĩa là mở đúng không? Descara vì. Vậy là gì nhỉ? Vì trong phòng nóng quá cho nên là mở cửa sổ ra đi đúng không? Đồ áo akimasho là mở cửa con số 1 oshimasu ô sự là ấn nhấn mọi người nhá ấn nút này đúng không ấn nhấn tiếp theo kê sự là từ tắt ví dụ tắt điều hòa này tắt máy tính này đúng không con số 4 odimasu cũng chúng ta đã gặp ở ngay câu số 1 thì phải nhỉ ô đự là từ bẻ gãy nhớ chưa ô đự odimasu hai rồi các bạn dần dần vào đông à hình như bây giờ các bạn mới được nghỉ trưa thì phải câu số 10 này Natsu Yasumi wa mainichi nani nani de oyogimashita. Ở đây chúng ta có một keyword rất hay. Oyogu là động từ gì mọi người ơi? Oyogu làm gì? Ở đâu đây? À uh, Thảo Huyền 1 này, Hoàng Xuân Trúc 1, Bảo Anh 1, Nguyễn Lê Hoàng chọn 2. Mộng Nguyễn Thái chọn 1, Mạnh Hùng 1 ok rồi đáp án chính xác là một Xe xem có gợi ý cho các bạn cái động từ này rồi đấy ạ uyo gự là bơi đúng không bơi thì chúng ta chỉ có thể bơi ở bư được bể bơi được thôi bư được đúng chưa nào chứ mình không thể bơi ở nhà hàng không thể bơi ở tòa nhà và cảng không thể bơi ở trong thang máy đúng chưa nào vì vậy theo phương án loại trừ và từ vựng thì sẽ chọn một được thôi ạ Natsuyasumi yasumi là kỷ nghỉ hè đúng không các bạn đang là du học sinh đang nghỉ hè chưa đó thì là kỷ nghỉ hè tôi đã đi bơi mỗi ngày ở ở đâu nhỉ? Ở bể bơi mọi người nhá. Đi có Rồi bể bơi. Hay ok. Rồi, một chút kêu kê nhá, chúng ta kêu kê khoảng 30 giây <laughs> à, Và cho CC quảng cáo via cái này một chút Là lớp mất gốc tổng ôn N5 và N4 của Dũng Mua đi Đó, thì bạn nào mà có nhu cầu muốn hệ thống hoặc củng cố lại toàn bộ kiến thức cơ bản Ở cấp độ sơ cấp này Thì mọi người có thể tham gia vào lớp mất gốc như thế này Với mục tiêu là giúp các bạn ôn lại, nắm vững được kiến thức nền Tự tin học lên trình độ tiếp theo Tiếc, cái nữa là về hình thức học sẽ là học qua Zoom Với sĩ số tối đa là 20 học viên trên một lớp thôi Là đảm bảo chất lượng mọi người nhé Tiếp theo về thời gian học thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai khoảng thời gian là tối 246 hoặc tối 357 vào khung giờ là 19 giờ đến 21 giờ của Việt Nam. Học phí thì sẽ là 2 triệu đồng. Đây là học phí công khai bởi vì rất là rẻ rồi. Tuy nhiên nếu bạn nào đăng ký sớm hơn thì có thể được giảm lên tới sẽ được giảm và chỉ còn có 1 triệu rưỡi thôi mọi người ạ. Hai なお、no, <laughs> はい、nay, はい、皆さんおはようございます。はい。<c oughs> じゃあ、今から、えー、先生が説明します。はい。おら、行こうないあのホテルの何々にスーパーがあります。あのホテルの何々に スーパーがあります。はい。ホテルはスーパーらかいじいよ。スーパーらかいじい。シューティルフォー、ル日ンシューティはホテルらかい、さん。はい。あのホテルのどこにスーパーがありますか一 <coughs> 番今度、二番向こう、はら、側はら、ゴロない。というようなことばをお題ない。はい。<coughs> Hai, mọi người comment nha. Quy sản số 2, hai, mưu cổ, ok. Bạn khác thì sao? Hôm sản, đô tí hôm sản số 2, Bé sản số 2, hai, <laughs> Anh ốc sản số 2, hai, bài này cũng không khó nhỉ? Ngô tí giang sản số, số, 3, okay, ok gà ba. Vũ sản số 2, rồi. Các cô này có nghe là gì nhỉ? Siêu thị này, ở đâu? Quả, cái sản này.

向こうが、えー、向こうにスーパーがあります。はい。バーとカクティさコンド、コンドラ、ランナイ。今、トイチョロホンコンゲラ、ラントイ、ランサウ、ゼビニャン、ランナイ、ハイラ、ラントイニはい,らい,ららい、ねはい今。ガワ、ガワティラ、コンゲラ、フィア、フィア、ハイラ、ベン。うんね、な、コン、コテコモソング、ソバラドゥニュマ、ガワティ、チュンタホームズ、 từ này một mình riêng Thường là đi với uh, từ khác Ví dụ là Migi gawa là bên tay phải Hidari gawa là bên tay trái chẳng hạn Đó Ok Còn goro. goro là vào khoảng Vào khoảng Đây là thể hiện thời điểm nhé Thời điểm Jikan desu ne Hai Vào khoảng Rokuji goro là vào khoảng 6 giờ Chẳng hạn là thời gian nhé Hai Ii desu ka? はい、次です。旅行の荷物は、もう、何々できますかはい、んすみません、えー。できましたかですね。はい、すみません。旅行の荷物は、もう、何々できましたかはい、できましたか約束、利用、世話、用意。はい。 Đó là cô tố bà gà ý đếc ká Từ vực nào là hợp lý nhất Và từ vực này có nghĩa là gì nhỉ Hai Quý sản số bốn Yô ý ok Từ yô ý có nghĩa là Vân sản số bốn Yô ý Quý sản số bốn cũng là yô ý Nhưng mà có nghĩa là Ngô quý sản Chuẩn bị Chuẩn bị nên là số bốn nhỉ Ok Lông sản số so bốn 何んさんおっか、実家来ないぞ。相棒は入リズリティッだーョンビびチは、オーケー、タウンウェンさん相棒、いいですね。はい <coughs>。そうです。4番です。はい相棒などにゃ、旅行の荷物はもう用意できましたか、はい、用意こげらちょんび、はい、らさんさんな、ね、い。はい。んんん。コンバートカティさん、約束。ほん <coughs> さん、すごい。はい。 約束利用せば、バトカ焦げらずにょ。はい、もう一回コピー、ほんま。OK。約束焦げら。ごはんにや、も、ら、ご変、へん。へんが、へんがプライ。へんですね。明日の3時に会いましょう。へんがバん、バあバーゾンがいまいにえ。ら、へんが、約束。こ、こん、こんも、に、も、あ。 こんもんやら、ロイフは、ロイフは、はい。これも約束です。いいですかはい。ロ、うんうん、い、そう、はい。利用。これ。まあ、利用こんら、スーズ。スーズ。早くんこんら、アプズン。はい。アプズンですね。はい。このそば、世話。チャムソン。はい。お父さんとお母さんの世話をします。 私が入院した時、入私が入院した時、友達が何々に来てくれました。はい。私が入院した時、友達が何々に来てくれました。はい。お見舞い、お願い、見学、はいらー。 um, kiến vật à, <laughs> Quý sản số 1 ok, ôm imai có nghe ra, có nghe như thế nào? Hai, dũng sản số 1 <laughs> ôm imai có nghe ra? Bạn Nguyễn Thị Tâm chọn 1 là hỏi thăm. Hỏi thăm,そうですね, so hỏi thăm bạn hay là người thân ở ở đan đan bệnh viện đi. Hai, người thăm bị ốm rồi. タムウイバイ。そうですね。アインゴクさん。いいですね。はい。そうです。そうです。私が入院したとき、キートイダーナム。トイダーナム、ヴィエナ。はい。バンクワトイ、ダー、ホイタムトイ、チョトイ。はい。いい友達ですね。タムオン。はい。お見舞い。そうです。お見舞い。ホイタムニャ。はい。いいですね。お願い。お願いだ。エムシンアインダイ。

多分、見学って、注意よら、ぞ、根拠、開ら、タンク単ンでホッカ、ホほ、開、イいろ。この、見物、たずら、訓古、インゲラ、単管、入幕。見物ってあ、本尊、見学、見物っていけるちょい、ちょ、はい、はい。な、ほ、ほ、入ってない。ほ、書き認を持っていいいいですね。はい。こう、うまい、ぼんない。日本では、お正月に、 いいらない日本ではお正月に何々な料理を食べます。はい。日本ではお正月に何々な料理を食べます。はい。おう、べんや、ばおて、あんもん、にゅてな。はい。熱心、残念、幸せは、はら特別。はい。おらいこ、ぼんてんとぅない。かっばん、だほく、いんげやてや、べっがいのほは

hạnh phúc đặc biệt so với anh ngốc Sản, ngốc sản ít đấy này hay ok khi đi tập ăn đúng là số bốn đặc biệt hay đặc biệt không nghĩa là đặc biệt ở bên nhà thì vào tết ăn món ăn đặc biệt hay nhưng mà không chỉ là nhà bảng việt nam cũng vậy hay ăn tết ở việt nam xin sẽ thấy rất là vui luôn đó có thể vui không vui không bên nhà thì vậy hay món tết việt nam cũng xin sẽ thấy rất ngon mọi người ạ xin sẽ rất đi bánh trưng hay là miền nam thì bánh tét xin sẽ rất đi luôn bên nhật thì có món ăn tên là osechi osechi liori hay nếu mà quan tâm thì tìm kiếm trên internet xem nhé osechi hay. cũng ngon đấy ok gian nên là tiếc nhá tiếc đáng tiếc thật thêm để rất tiếc nét xin là nhiệt tình là thể hiện à, tính cách của người nét xin là người rất nhiệt tình à giống như là ni sen sen này, ni sen sen nghĩa gì Shiawase là hạnh phúc nhá, hạnh phúc, hay, sen sen có thể hạnh phúc khi mà sen sen có trà xanh, trà xanh đúng và cái gì nhỉ? bánh đậu xanh, à, đó, sen thích trà xanh, thích đậu xanh, đúng rồi tiêu chuẩn sen sen của幸せ và sen sen rất là thấp luôn, hay, <laughs> tiếp theo hãy chúng ta có câu này này, Ồ, câu này cũng dễ đây. 私は明日の飛行機、ん国へ帰ります。はい。私は明日の飛行機、何国へ帰ります。はい。Okay. 皆さんわかりますかもう一回、こう別班。不安なら、どん。ふさん、そばおい。そば ?OK。実家構内セミナー、来ない、セムナはい。国へ帰ります,らすべ、ラ海外見てな。 kunie là về quê để làm gì có thể à, là lấy vợ hay là ăn tết mình không biết nhưng mà có lý do nào đó nên là về quê hay ashita là vào ngày mai đấy nhé vào ngày mai tôi sẽ về nước bằng shikoki là máy bay hay. máy bay là phương pháp về quê đúng không nên là chúng ta ở đây thì chúng ta muốn một chút từ mà thể hiện là cái gì nhỉ? phương pháp phương tiện hay phương tiện giao thông như máy bay thì tất nhiên là hay số ba để hay để thể hiện là phương pháp hay ok ok ngọc quý sẵn ngày mai tôi về nốt bằng máy bay số được hay quá tuyệt vời tiếp tục nhá 兄はサッカーが好きですが、弟、弟、あまり好きではありません。OK。l ー g h t も、ば、え、ちょっと、ない。お題いじ、チュンターダン、ソーサーイン、ハイヌイ。兄は、弟。兄ら、アインチャイ。アインチャイない弟ら、エムチャイロンエムチャイないアインチャイティ、ってニューバイ。ニューマックハッ。弟ティ。 M チャイティーニューバイ。ズムさんソーボン、リンさんソーボンい。いいですね。オッケー、各番各地さ、ちょっとそうなので。ホンさんソーボンはこんげな。兄はサッカーが好きですかこんげな。アインゲーナー <laughs> チャイティー、ティップボンダー。パティップボンダー。ニューン !M チャイティーさ。あまり好きではありません。M チャイティーら、ほんティップボンダーラン。 khi <tiếng nói> mà chúng ta so sánh hai cái hai cái gì đó thì chúng ta dùng chốp từ nào hai. anh trai thì thị bộ thị bốn đá em trai thì không khôngị buông đá anh Ng không sángôi qua khi mà nếu mà các bạn học chăm chỉ thì chắc chắn biết là chốt từ qua cứng có ý nghĩa là so sánh hai cái đây hai. 兄は、坂が好きですが、弟は、鈴ちょっとは、は、は、入らんね。鈴、入らん。はい。ほんだわりゃ。てみたてみはい。父、らお父さん。父は、毎朝コーヒーを、んー、ながら、新聞を読みます。父は、毎朝、もういさん、もういぼういさん、毎朝コーヒーを、 何々ながら、新聞を読みます。はい。ふっふっふ。OK, OK, o k o t ー,ー,タターッヌップーながら。はい。V も、ながら。V はい。はい。わらん、わ k ゲームをしながら勉強します。V は、ちょいゲームー、V はほん。ダメですよ。ね。 À, Sự livestream à, Có thể có một số các bạn đang xem livestream như thế yeah. và làm việc Bố tôi mỗi sáng vừa uống cà phê và đọc báo Đúng rồi ạ, rất chính xác, luôn hiển Ok Nhưng mà số nào là đúng đây? Nôm đi hay là nôn rồi Khi chúng ta sử dụng ngữ pháp

オーケーどういトゥーンさん、そう、も。お、クインさん、ニューコインさん、ちょん、そう、ボンドや。飲んだ。VT、ニャンさん、そう、も。いいですね。はい。o ー,ー、今回、タム、チュンタファイ、サブセット、トゥトゥ、だい。ニゃあとで捨てるから、はい、あとで捨てるから、なになになになになに。うん、こて、ほいほい、ここ。 後で捨てるから con là gì? Đúng từ xép là lắc nữa, lắc nữa. Tôi sẽ lầm thấy gì và có thể sắp xếp như thế nào? Tôi để át mày Mọi người hãy suy nghĩ và comment nhanh nhé, nhanh tay nhé. Ok, bốn một hai à bốn ba một hai ok ok hnb chọn một hai bốn ba hả một hai ba à ok để xem gì bốn ba một hai ta bốn ba một hai à Cả thế à bốn hai một ba quá thú vị luôn một hai bốn ba

này là, tậpめて, tậpめて, để kia, thưa thế này này, ai luôn, là, tậpめて, mà, tập trung cái gì? rác thôi, rác thôi, hay. Ở đây có, này, gom này, trong thế này thì thằng ngứ, chút đến, uh, ở đây, nên là, gomi yộ. nên là thưa tư là bốn hai một ba nhé, hai ba bạn này đúng rồi hai bốn hai ba chúc mừng bốn ok, tôi để stress cả da, là tôi sẽ vứt ra, nên là bạn hãy sưu tập hay là gon sorry sorry bạn hãy gom rắc chút nha hai, tôi để stress cả da, gomi o atsumete oite kudasai bốn hai một ba, sẽ hơi khó dễ bị nhầm, ok チコメンティーアイドルチェウニュークイーンさん。<laughs> トンニュークイーンさん。<laughs> オッケー。今も一緒に毎日カレーを何々何々に,になります。<ー>毎日カレーを半いカリーラジラドワン。毎日カレーを何々何々に,になります。はい。 れこうになりますね。になりますって、すべて、態度はもっといざない、ね。はい。態度は入手な。になりますって、ちょちっちょんたん問題に入られていない <coughs>。はい、皆さん、どうですか順番を考えてください。 hai ba bốn một hai ba bốn một à hai ba bốn một thế à? bạn ngốc hai một ba bốn, sang cũng vậy, Có <laughs> nghĩa là gì nhỉ? chỉ cả cô này xem nào, nguyễn thị hiền sang cũng như vậy hai một ba bốn na hai một ba bốn à. hoặc là như quỳnh sẵn cũng vậy hai ba bốn anh ngục sẵn hai ba bốn này oh, Chibi bị sẵn hai bốn ba này hai bốn ba ok có oh, mà ta phần người là hai ba bốn rồi ok ninarimas là chúng ta muốn danh từ hay là tính từ ở đây này ở đây thì có ia ở đây ia ia là シェーハイだチャンロはい。今、タイサらライチャンゾね。はい。カレーを、カリーラどあングホはい。毎日らハンガイ。ハンガイカリー。お、だらむじいぞい。ラムいぞい。おライこうどんト食べさせられてない。食べさせられて、食べさせられてた、ドントゥ、テイサイキャビトンは、ビトンサイ có nghĩa là bị bạn ăn khả đi tại sao lại thế nhỉ nếu mà ở đây là Ấn độ thì có thể như vậy <laughs> hàng ngày bố mẹ làm cà đi nên là trẻ con không, không ăn được gì muốn khác mà phải ăn cà đi có thể như vậy đó ở Việt Nam thì không phải như vậy hãy <laughs> <laughs> <tư> tabe ra để và bakari ở đây có bakari từ bakari có nghĩa là chỉ toàn là hay là a b c d e suốt chỉ toàn suốt hay

トトゥッセラ、ハイモ、バー、ね、はい。OK。ハウニューもいんごい。たかもいんごい。どんぞいんや。え、カレー嫌いあのね、先生、カレー大好きです。そう。お、ニ先生くんばいや。お、ニ先生、ティカリだい。ああ、uh,、ライノイラ、カレー嫌 <laughs> いです。<conce aling> <笑><笑>先生くんばい。ティカレーロン。お。 thì như là Việt Nam thì ăn cà đi không không phổ biến Ừ. nhưng mà bên Nhật thì thật ra là phổ biến rất nhiều người thích cà đi và hay đi ăn hay là tự làm ở nhà hay mộ, ba bóng nhé rồi ok bài cuối cùng của bài cuối cùng hôm nay này hay Xin nị, nani 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 hay à Tuấn Anh comment là thế này sai kiến bị tổng. à ok ok 先生だ、褒ってんない。先生かもね。最近ビトン。オッケー先生せんによ。両親に、何々何々、つもりです。はい。お題、こう、つもりです。こげら、といずびん。ら、つもりですら、てひんが、いちくわぬいない。はい。まんない。こういちにうてな。はい。つもりですっていら、

バーボンハイな、ね、い。OK。今後に、ニーザータップアンラーボンバーもハイア。OK。ボンバーも、も、ーボンハイ。も、バーボンハイ。も、モバーボンハイ。いいですね。あー、も、バーボンハイ。OK。いいですね。はい。みなさん、正解です。はい。する。ちょんたんもんするお題題。おらいら。トイセーリングランジー。はい。 Hiểu đây có hai danh từ, rưu gạc và hàn tay này. Rưu gạc và hàn tay. Sa lê là chô rưu. Rưu là bố mẹ. Chúng ta có thể tôn tôn là bạn này muốn đi du học, nhưng mà chắc là có khả năng bị bố mẹ phản đối. Nhưng mà dù bố mẹ phản đối, nhưng mà bạn này vẫn muốn đi du học. Ý chí của bạn này rất mạnh mẽ, rất chắc chắn, Hi. không thay đổi. 留学ですね。はい、留学。は、と、と、せ、ら、も、ば、ぼん、はい。はい。ちょ、も、にゃ、もいぬ、よい。はい。ちゃくちゃな、dt オンロイ。ちょ、す、ぼめ、こ、ファンドイティ、どい、t、どい、ヴァン、t ディン、ワオ。ああ、わお、ちろん、大学は、ほ、うん。留学本法やら、ちろん、大学に、ね、ゃ。ちろん、大学は、大学。大学へ、大学に入るつもりです。にゃ、留学ってこ、こげら。 ずほ、りほ、のんわうん。にゃぱん、はんこく、たいろん、どっちゃんはん。はい。いいですか、みなさん。わかりましたかはい。だいら、こう、こういくんこは本い、<laughs> はい。すべては、練習の中にある。うん。にゃほんくんらんにゅんまん。おけ。にゃん、にゃん、ん。すべては、練習の中にある。はい。 Chúng tôi biết gì không nghe như thế nào này? Tất cả mọi chuyện đều do luyện tập mà thành đúng không? Vậy là chúng ta đang cố gắng từng ngày mình luyện tập mình lên chưa rất là nhiều thì kết quả vào chủ nhật này đúng không các bạn đi thi cho mình đi sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Hãy khám phá đi mà cho. Kết quả theo luyện tập này. Nỗ lực hàng ngày này. Mọi người cố gắng nhé. Chúc mọi tất cả mọi người đều thi tốt, đặc biệt là ngày hôm nay với các bạn N4 N5 nhá. Chúng ta đã tổng ôn được rất là nhiều thông qua 8 tuần livestream của Dũng Hoa đi rồi. Mong là sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn trong quá trình ôn luyện để các bạn có thể tự tin là một này, tự tin về cả tinh thần và cả kiến thức để đi thi nhá. Hãy chào 今日はこれで終わりました。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。また明日ね.はい、TikTok の皆さんもバイバイ.